hưu hơi trong gió nghe thấm điệu ruột máu quê hương. Ơi lời ru mẹ hát qua bao đời con cháu lưu truyền. Người Việt Nam yêu thương mãi ngọt ngào như khúc hát quê hương. Câu ca dao muôn thuở quê hương là câu hát ta ơi. Trống vang lên cùng ca trời Nam nhịp rộn đàn hòa theo khúc hát trời Nam. Núi sông ơi, biển trời ơi, hát lên đi bài ca trang sứ cho người Việt Nam. Khúc ca hào mênh mang ánh nắng vàng, chiều con tim đang hòa theo lời ca yêu thương. Dẫu phong ba lời ca sẽ mãi không nhạt nhòa, dân nước Nam mãi sáng ngời còn trong dòng tiền. Đôi tay dòng cánh bay bay xa khắp phương trời, người Việt Nam dân Việt Nam hồn thiên sông núi. Mãi ngân vang lời ca tình quê hương đất mẹ cho nước Nam ngàn đời bình yên. Hòa theo khúc hát trời Nam. Núi sông ơi, biển trời ơi, hát lên đi bài ca trang sứ cho người Việt Nam. Khúc ca hào mênh mang ánh nắng vàng, chiều con tim đang hòa theo lời ca yêu thương. Dẫu phong ba lời ca sẽ mãi không nhạt nhòa, dân nước Nam mãi sáng ngời còn trong dòng tiền. Đôi tay dòng cánh bay bay xa khắp phương trời, người Việt Nam dân Việt Nam hồn thiên sông núi. Mãi ngân vang lời ca tình quê hương đất mẹ cho nước Nam ngàn đời bình yên. Xanh xanh đồng núi xanh mênh mang ánh nắng vàng, chiều con tim đang hòa theo lời ca yêu thương. Dẫu phong ba lời ca sẽ mãi không nhạt nhòa, dân nước Nam mãi sáng ngời còn trong dòng tiền. Đôi tay dòng cánh bay bay xa khắp phương trời, người Việt Nam dân Việt Nam hồn thiên sông núi. Mãi ngân vang lời ca tình quê hương đất mẹ cho nước Nam ngàn đời bình yên. Mãi ngân vang lời ca tình quê hương đất mẹ cho nước Nam ngàn đời bình yên. Thưa quý vị, ca khúc Khúc Trang Sử Quê Hương sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ với phần biểu diễn của ca sĩ Nam Thanh Phong và phần minh họa của nhóm múa Vân Nam đã chính thức mở màn cho chương trình Hào Khí Doanh Nhân Việt, Truyền thông Khảo Sát và Tôn Vinh Sao Vàng Doanh Nhân Đất Việt, công bố thương hiệu tín nhiệm sản phẩm dịch vụ chất lượng cao lần thứ 8 năm 2020.
Kính thưa quý vị, và chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ nhà hát Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban tổ chức, Thanh Giang và Anh Quân xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý doanh nhân, doanh nghiệp cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu trước sự hoành hành của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu những tác động hết sức tiêu cực, nặng nề. Song với tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của nền kinh tế đất nước. Thưa quý vị, và Việt Nam cũng đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng như CPTPP, EVFTA, và gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, nên đây vừa là cơ hội lớn, cũng vừa là những thách thức. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 90%, chính là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc khẳng định thương hiệu và vị thế Việt Nam trên trường thế giới trong bối cảnh hiện nay. Chính vì thế, Trung tâm Chống hàng giả, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân đất Việt cùng các cơ quan hữu quan triển khai tổ chức chương trình Hào khí Doanh nhân Việt, truyền thông khảo sát và tôn vinh Sao vàng Doanh nhân đất Việt và công bố thương hiệu tín nhiệm sản phẩm dịch vụ chất lượng cao lần thứ 8 năm 2020. Thưa quý vị, chương trình không chỉ là hoạt động biểu dương, tôn vinh kịp thời những thương hiệu có quá trình phát triển bền vững, những sản phẩm có chất lượng tốt mà còn được người tiêu dùng tín nhiệm. Qua đó ghi nhận xứng đáng thành quả của các doanh nhân, các doanh nghiệp cũng như các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi Việt Nam vừa ký kết các hiệp định tự do thương mại quan trọng và chúng ta đang bước vào sân chơi của khu vực và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Kính thưa quý vị, để có được thành công cho chương trình, bên cạnh sự tham dự của các doanh nhân, doanh nghiệp, ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ. Xin trân trọng chào đón và giới thiệu ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin trân trọng chào đón và giới thiệu Tiến sĩ Lê Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Bộ Công Thương. Trân trọng giới thiệu ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu Trí tuệ. Xin trân trọng chào đón và giới thiệu ông Triệu Văn Thìn, Chủ tịch Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Bá Dục, Tổng biên tập tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam. Xin trân trọng chào đón và giới thiệu nhà báo Nguyễn Thiên Khải, trưởng đại diện phía Nam tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vũ Hải, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Chi hội trưởng Chi hội miền Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Chống hàng giả, trưởng ban tổ chức. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin hân hạnh chào đón và giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu đến từ các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến tham dự và đưa tin cho sự kiện đặc biệt này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón và trân trọng cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Triệu Văn Thìn, Chủ tịch Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội sẽ lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ. Kính thưa các vị khách quý của Trung ương, thành phố và các tỉnh bạn. Kính thưa toàn thể các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đang tham dự chương trình. Nhằm hưởng ứng và tiếp tục thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị, song song đó là thực hiện có hiệu quả quyết định số 990 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Doanh nhân Việt Nam, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội phối hợp cùng Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh, Câu lạc bộ Doanh nhân đất Việt, Tập đoàn Truyền thông Đa quốc gia tổ chức chương trình Hào khí Doanh nhân Việt,
thương hiệu tín nhiệm và sản phẩm dịch vụ chất lượng cao lần thứ 8 2020. Chương trình là một sự kiện lớn nhằm biểu dương những thương hiệu tiêu biểu, khích lệ, động viên các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. Chương trình cũng là diễn đàn vinh danh các doanh nhân luôn nỗ lực xây dựng, phát triển thương hiệu, mang đậm nét văn hóa truyền thống và tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, phục vụ người tiêu dùng, xây dựng những thương hiệu nổi tiếng trên thương trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong tình hình đất nước ta đang cùng thế giới ngăn chặn những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thì chương trình cũng hướng tới việc xây dựng một đội ngũ doanh nhân đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có tâm có tài, có trách nhiệm với xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Sự thành công của mỗi doanh nghiệp chứng tỏ mức độ nhanh nhạy, bản lĩnh của doanh nhân trước biến động của tình hình thị trường hiện nay. Cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo động lực phát triển của doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững và đột phá. Chương trình này còn tạo ra cơ hội để các doanh nhân gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt nhu cầu, tình hình thị hiếu của người tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp giao lưu kinh tế, tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại. Trong điều kiện bình thường mới của đất nước ta hiện nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chương trình Hào khí doanh nhân Việt, truyền thông, khảo sát và tôn vinh sao vàng doanh nhân đất Việt, thương hiệu tín nhiệm và sản phẩm dịch vụ chất lượng cao lần thứ 8 năm 2020 chính thức được bắt đầu. Kính chúc quý vị đại biểu, chúc các quý doanh nghiệp doanh nhân sức khỏe thành đạt, chúc cho chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn phát biểu của ông Triệu Văn Thình. Kính thưa quý vị, chương trình Hào khí doanh nhân Việt, truyền thông, khảo sát và tôn vinh sao vàng doanh nhân đất Việt, công bố thương hiệu tín nhiệm và sản phẩm dịch vụ chất lượng cao năm 2020 đã được triển khai trên quy mô rộng và thực hiện dưới hình thức khảo sát, đánh giá và truyền thông nhằm nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh của thương hiệu Việt trên trường quốc tế, đồng thời bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị, thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng không thể tách rời trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới, nâng tầm doanh nghiệp, đưa nền kinh tế xã hội đất nước ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy, danh hiệu mà chương trình công bố ngày hôm nay là cơ sở để giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trên thị trường, giúp người tiêu dùng nhận diện và tin tưởng vào các thương hiệu đã được tín nhiệm tại Việt Nam. Và bây giờ, thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Triệu Văn Thình, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, cùng với ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Cục Sở hữu Trí tuệ, sẽ lên để trao chứng nhận biểu trưng cho các đơn vị đạt tiêu chí của chương trình năm nay. Xin được trân trọng kính mời hai vị đại biểu. Và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng xin công bố và vinh danh các doanh nghiệp có tên sau đây và xin mời đại diện các doanh nghiệp bước ra sân khấu nhận giấy chứng nhận và biểu trưng của ban tổ chức. Và đầu tiên xin được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tiệm vàng đá quý Kim Cương, là thương hiệu vàng uy tín lâu năm tại An Giang. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ các sản phẩm từ dây chuyền, nhẫn, khuyên tai cho tới lắc chân lắc tay dành cho cả nam và nữ cùng với trẻ em với những mẫu mã mới, với khát khao giúp khách hàng ngày một trẻ đẹp, tinh tế và sang trọng hơn. Từ việc tìm cho mình những mẫu trang sức đậm nét cá tính và phong cách riêng của bản thân. Và thưa quý vị, vàng Kim Hương liên tục cho ra mắt những sản phẩm được đánh giá cao ở độ tinh xảo và bảo đảm chất lượng, luôn đi theo những mốt thời thượng nhất trên thị trường thế giới. Vàng Kim Hương vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì và nhiều giải thưởng danh giá khác. Tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh công ty cổ phần kết nối thương hiệu Việt Nam với dây chuyền công nghệ hiện đại và khép kín, nguyên liệu sữa bột nhập khẩu từ New Zealand và Mỹ, nên các sản phẩm sữa X3 Gold luôn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu cao nhất về chất lượng và độ an toàn khi sử dụng. Nhãn hiệu X3 Gold của công ty kết nối thương hiệu Việt Nam nổi bật như X3 Gold Canxi, Glucure,
Grow IQ Collagen và X-Bargon Sure. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại ván ép Thịnh Phát. Hoạt động với phương châm lấy uy tín chất lượng làm mục tiêu hoạt động, làm tiền đề đẩy mạnh sự phát triển của thương hiệu. Công ty với 20 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuất cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu nước ngoài các loại ván ép chịu nước, ván ép có pha phủ kim, ván ép dùng để đóng sàn container. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BK Shop, thành lập từ năm 2008. Thương hiệu thuần Việt Pearl Talk của công ty BK Shop là kết quả từ những trải nghiệm và khao khát truyền động lực sống và yêu thương đến cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của nữ CEO Thao Giang, các sản phẩm ngọc trai với thương hiệu Pearl Talk không đơn thuần chỉ là trang sức mà còn là một bài học về tình yêu vô điều kiện, đem lại các giá trị nhân văn vào cộng đồng. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Roger Natural Việt Nam, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và chủ động. Với mong muốn thay đổi tư duy và hướng tới sức khỏe gia đình, Roger Natural Việt Nam tập trung nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để phù hợp với thị hiếu người Việt. Sự ra mắt của sản phẩm bình rửa mũi Dr. Green đã được đông đảo khách hàng đón nhận và cho thấy hiệu quả rõ rệt khi sử dụng. Tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ giáo dục Grablingo, đơn vị chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến 1+1 giúp kết nối hơn 10.000 học viên cùng hơn 1.000 giáo viên nước ngoài dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Khách hàng có thể học mọi lúc mọi nơi, lựa chọn giờ học linh động từ 6 giờ đến 24 giờ và được thiết kế chương trình học cá nhân hóa. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ SLF. Thành lập từ năm 2009, công ty SRF đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, xin cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài, đăng ký sở hữu trí tuệ. SRF tự hào là doanh nghiệp luôn đi đầu về chất lượng, uy tín, trách nhiệm, sự tận tâm với chi phí tốt nhất và thời gian thực hiện nhanh nhất. Và sau đây xin được vinh danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng Becons, là doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê, tư vấn thiết kế và quản lý dự án thi công các công trình dân dụng. Becons ứng dụng công nghệ BIM vào tất cả quá trình quản lý dự án, thiết kế, thi công xây dựng nhằm chuẩn hóa các dịch vụ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật VN Style, là một trong những địa chỉ phun xăm số 1 tại Sài Gòn hiện nay. Nơi đây hội tụ đầy đủ các trang thiết bị phun xăm, kỹ thuật phun xăm hiện đại có khả năng đáp ứng nhu cầu của tất cả đối tượng, thậm chí là những khách hàng khó tính nhất. Được thành lập từ năm 2014 với mong muốn đưa xăm nghệ thuật mang phong cách xăm Việt vươn ra thế giới, mang nét đẹp phun Việt rất riêng không pha trộn. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quốc tế Beko, là đơn vị uy tín hàng đầu, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất gia công mỹ phẩm và phát triển thương hiệu mỹ phẩm cho các đối tác. Beko tự tin đủ khả năng tư vấn và hỗ trợ phát triển thương hiệu mỹ phẩm cá nhân với chất lượng tốt nhất, mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất về hiệu quả cũng như mức độ an toàn cao của sản phẩm do Beko sản xuất. Và tiếp tục xin được mời đại diện thương hiệu ngũ cốc Min Min. Suốt 4 năm qua, ngũ cốc Min Min không ngừng cải tiến và phát triển để cho ra đời dòng sản phẩm 29 hạt natural truyền thống thơm ngon sánh mình, bao bì sang trọng chất lượng, vượt trội so với mong chờ của khách hàng. Và doanh nghiệp lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi để phát triển, ngũ cốc Min Min luôn tạo được niềm tin vững vàng đối với người tiêu dùng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nước mắm Huỳnh Khoa. Thương hiệu Huỳnh Khoa ra đời từ đầu thế kỷ 20, trải qua 3 đời làm nước mắm dưới bàn tay của những nghệ nhân nhiều kinh nghiệm, đã cho ra những mẻ nước mắm truyền thống, tươi nguyên, hương vị đậm đà. Hiện tại nước mắm Huỳnh Khoa là thương hiệu sở hữu nhà thùng hơn 100 năm tại Phú Quốc. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thúy Thành Công. Bằng nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, với dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại, mẫu mã phong phú, công ty Thúy Thành Công được biết đến với thương hiệu mỹ phẩm Orenia. Công ty luôn cố gắng học hỏi để mang lại sự hài lòng cho người tiêu dùng. Thúy Thành Công vinh dự là một trong những địa chỉ cung cấp sản phẩm uy tín, chất lượng an toàn, được người tiêu dùng tin cậy. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Xào, Tân Đông Dương, tọa lạc tại Củ Chi, là công ty chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm yến xào như yến thô, yến tinh chế, yến sơ chế và yến hú trưng sẵn với từ sợi yến tươi nguyên. Với khẩu hiệu quà tặng kỳ diệu cho sức khỏe và sắc đẹp, Yến Xào Tân Đông Dương có đội ngũ lãnh đạo là những người đầy tâm huyết và hoạt động lâu năm trong ngành sản xuất và kinh doanh yến xào. Và tiếp tục xin được vinh danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị xây dựng công nghiệp Hoàng Minh là đơn vị chuyên cung cấp các loại máy bẻ sắt xây dựng, máy duỗi thẳng các đoạn được gia công bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Với dòng máy bẻ đai thép Hoàng Minh được sản xuất dựa trên công nghệ Nhật Bản, đạt chuẩn ISO 9001:2015, chất lượng máy bẻ đai sắt thép tự động của công ty Hoàng Minh đảm bảo các yếu tố bền bỉ và độ ăn mòn cực thấp. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Minh Giai, tọa lạc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Minh Giai chuyên sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối độc quyền các dòng nón bảo hiểm, linh kiện nón bảo hiểm, trang phục bảo hộ của xe ô tô và xe máy chất lượng cao, nổi bật với các thương hiệu RCB, Uma Racing, KYT, chuẩn quốc tế với giá thành hợp lý. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần Nobio Việt Nam. Với các dòng sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng, trà mầm ngũ cốc mang thương hiệu Nafovi, với tất cả niềm đam mê của mình, Nafovi không ngừng tìm tòi nghiên cứu những công dụng tuyệt vời của các loại nguyên dược liệu từ thiên nhiên, cùng quy trình sản xuất khép kín, an toàn vệ sinh thực phẩm, không chất bảo quản, không hương liệu, không tạo màu, giúp bổ sung nguồn dưỡng chất quý giá từ thực vật cho những người tiêu dùng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Xe Hoàng Phúc. Hoàng Phúc là công ty chuyên sơn xe máy và tân trang các loại xe, chuyên phục vụ khách hàng các sản phẩm như sơn tĩnh điện, sơn hấp, sơn tem đấu, nhúng carbon và sơn gia công cửa hàng xe máy với chất lượng hàng đầu và giá cả phù hợp. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu BioCare Việt Nam. BioCare 247 là hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ chuyên cung cấp các sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu lớn đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Anh, Đức, bao gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cao cấp. BioCare 247 chú trọng đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt. Và tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đồ chơi Happy Gold. Công ty chuyên cung cấp các mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em, mẫu mã phong phú, đa dạng và chất lượng cao. Happy Gold Kids cho ra thị trường các sản phẩm đồ chơi nhằm phát triển trí não, tư duy, toán học, giúp trẻ vừa vui chơi, giải trí, vừa rèn luyện khả năng sáng tạo, giúp các bé phát triển tư duy học hỏi, tính nhẫn nại. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty cổ phần TVL. Thương hiệu Inox quốc tế IHBI được phát triển bởi công ty TBL, tự hào là một trong những số các đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất và gia công thép không cán nghỉ nguội tại Việt Nam. Với quy mô hai nhà xưởng lớn công suất lên tới 100.000 tấn mỗi năm, cùng đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên tay nghề cao, hệ thống máy móc hiện đại nhất Đông Nam Á. Tiếp theo, xin được chúc mừng công ty cổ phần tập đoàn TrueSound Việt Nam, đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp như loa, âm ly, microphone, thương hiệu TrueSound, đầu máy karaoke công nghệ VOD, màn hình cảm ứng chọn bài công nghệ mới nhất trên thị trường. Tập đoàn TrueSound luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt và nhanh chóng. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Nhà Đẹp Việt. Chuyên về lĩnh vực thiết kế và thi công nội ngoại thất với phương châm chất lượng là sự sống còn, nội thất Nhà Đẹp Việt không chỉ đề cao chất lượng của từng sản phẩm mà còn đặc biệt chú trọng đến các dịch vụ đi kèm với đội ngũ thiết kế chuyên môn cao, thẩm mỹ tốt với những ý tưởng thiết kế độc đáo và sáng tạo. Xin được chúc mừng công ty cổ phần Viễn thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tư vấn và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật dân dụng, cơ khí và điện tử, tự động hóa và tích hợp hệ thống các giải pháp cho các dự án dân dụng ở Việt Nam và đang mở rộng ra thế giới. Và tiếp tục xin được chúc mừng công ty cổ phần thương mại dịch vụ iCarePet, tự hào là thương hiệu tiên phong đi đầu trong dịch vụ chăm sóc thú cưng toàn diện tận nhà tại thị trường Việt Nam. Với phương châm siêu tiện lợi, siêu tiết kiệm, siêu thần tốc, đến với iCarePet, khách hàng sẽ được lựa chọn các gói dịch vụ ưu đãi, giá cả hợp lý tận nhà tận nơi và đội ngũ chuyên viên tận tình. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng Alexander & Associates Immigration. Thành lập từ năm 2016, công ty chuyên cung cấp các chương trình di trú chuyên biệt dành riêng cho khách hàng có nhu cầu học tập, làm việc và mong muốn định cư tại các quốc gia hàng đầu như Úc, Mỹ, Canada và một số nước châu Âu với đội ngũ luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực di trú toàn cầu. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất nhập khẩu Yến Sào Sài Gòn Alpha.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nghề dẫn dụ nuôi chim yến, Sài Gòn Alpha đã áp dụng thành công và thực hiện chuyển giao công nghệ 4.0 vào mô hình quản lý nhà chim yến. Với sự liên kết hợp tác, hơn 2 căn nhà yến cho bà con khắp các vùng từ miền Trung đến mũi Cà Mau, Sài Gòn Alpha là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành nghề triển khai hạng mục hỗ trợ vốn cho bà con. Tiếp theo xin được vinh danh công ty cổ phần thực phẩm Long Tuấn, đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc an toàn, độc lạ hàng đầu tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Với sứ mệnh mang đến nguồn thực phẩm an toàn cho mọi nhà và đảm bảo các tiêu chuẩn chế biến, thực phẩm Long Tuấn đã cho ra đời các dòng sản phẩm với thương hiệu Long Toang như chả mực, chả cá, ruốc tôm, ruốc bề, ruốc cá hồi. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Cộng Design. Thành lập vào năm 2016, là đơn vị chuyên về lĩnh vực thiết kế và thi công nội ngoại thất nhằm mang đến giá trị cốt lõi, đó chính là khách hàng. Cộng Design luôn ưu tiên trong việc cập nhật nhanh những xu hướng nội thất mới mang đến giá trị sử dụng hữu ích cho người dùng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ hóa mỹ phẩm Phương Toàn Đại Phát Lộc, công ty chuyên nhận phân phối sỉ và lẻ mỹ phẩm cho các đại lý mỹ phẩm trên toàn quốc với những sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp, với đội ngũ nhân viên hơn 100 người, công ty đã cung cấp cho thị trường hàng triệu sản phẩm với nhiều chủng loại mẫu mã khác nhau. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Gold Kitty, là đơn vị có bề dày uy tín trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăn ra gối nệm mang thương hiệu Gold Kitty, là thương hiệu Việt với 10 năm phát triển. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất từ nguyên liệu có thành phần thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Các sản phẩm của Gold Kitty hiện có mặt tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, Goldmart và trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất sơn Nalida. Sơn Nalida là thương hiệu đi đầu về chất lượng, công ty chuyên sản xuất các dòng sơn phục vụ cho trang trí nội thất và ngoại thất, sơn kẽm cao cấp, sơn sàn epoxy, sơn tàu biển, kết cấu thép, với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo bởi các chuyên gia trong và ngoài nước. Và tiếp tục xin được mời đại diện thương hiệu bún cay Thái Hai Thuận. Bún cay Thái Hai Thuận ra đời với sự kế thừa của bún Thái truyền thống và được chế biến biến thể từ công thức gia truyền độc đáo riêng biệt, với thực đơn vô cùng phong phú, vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được chế biến bởi các đầu bếp giàu kinh nghiệm sáng tạo với bí quyết riêng, hương vị độc lạ cùng các nguyên liệu và hương vị riêng, kết hợp với các loại nước giải nhiệt tốt cho sức khỏe. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Hồng Phát, thành lập từ năm 2010 với lĩnh vực kinh doanh chính là vận chuyển khách du lịch. Trải qua hơn 8 năm phát triển, Đăng Hồng Phát từ chỗ chỉ có 10 xe ô tô tới nay đã được trang bị hơn 100 xe ô tô, phần lớn là xe nhập khẩu nguyên chiếc, đời mới, hiện đại, sang trọng bậc nhất với đủ loại từ xe 4 chỗ cho tới 45 chỗ. Và tiếp tục xin được mời đại diện cơ sở Con Sói Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen. Chuỗi cửa hàng trà sữa Con Sói Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen là một trong những thương hiệu Việt được giới trẻ ưa chuộng. Sự bão hòa của các thương hiệu trà sữa nước ngoài đã tạo nên sự khác biệt cho cơ sở Con Sói. Sử dụng nguyên liệu Hàn Quốc chất lượng cao, nguồn sữa đảm bảo trong nước, chuỗi cơ sở Con Sói đã khéo léo điều chỉnh hương vị của các thức uống của mình để trở nên gần gũi hơn với người Việt. Tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến Xào Bình Minh. Với thế mạnh khai thác yến thiên nhiên để sản xuất tổ yến thô, tổ yến tinh chế, tổ yến sơ chế, các món ăn về tổ yến và nhiều mặt hàng tổ yến trưng sẵn khác, Yến Xào Bình Minh đã đem đến cho cộng đồng nguồn sức khỏe dồi dào từ sản phẩm Việt, thương hiệu Việt, đặt chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng lên mục đích hàng đầu trong sản xuất kinh doanh. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn siêu thị Sống Khỏe, là doanh nghiệp trong top đầu về phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe chính hãng tại Việt Nam, luôn trăn trở trước thực trạng người dùng phải đối mặt với việc dùng hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng tràn lan trên thị trường. CEO Lê Anh Khoa và cộng sự đã cho ra đời thương hiệu Vivita.vn, hệ thống bán lẻ sản phẩm sức khỏe chính hãng với ngày sản xuất được đảm bảo còn mới cho đến tay khách hàng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đúc Anh Thư, là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công các sản phẩm hợp kim nhôm đúc cao cấp dùng cho trang trí nội ngoại thất như cổng, lan can, hàng rào, bông gió tại tỉnh Nam Định.
với đội ngũ nhân lực có trình độ kỹ thuật cao, năng lực và thâm niên trong ngành sản xuất hợp kim nhôm đúc hiện tại, cùng chính sách bảo hành chu đáo, tận tâm mọi lúc mọi nơi. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty luật trách nhiệm hữu hạn Riz Lawyer and Partners, là tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Biz Lawyer, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điểm nổi bật ấn tượng của Biz Lawyer là cung cấp dịch vụ pháp lý 24/24 với chính sách bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng, đồng thời cung cấp những giải pháp toàn diện. Xin được vinh danh hộ kinh doanh bột ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp Tâm Đức. Ngũ cốc Tâm Đức là một trong những thương hiệu ngũ cốc ngon và uy tín trên thị trường, ra đời với sứ mệnh tạo ra những sản phẩm sạch và thơm ngon bổ dưỡng, giúp đại gia đình Việt tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Trong nhiều năm hoạt động, Tâm Đức đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng về độ ngon và bổ dưỡng. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinafast, là công ty sản xuất phân phối hạt điều rang muối giá sỉ, hạt điều vỏ lụa rang muối, hạt điều nhân sống, hạt điều bể. Quy trình chế biến hạt điều được đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ từ hạt điều thô đến tách nhân điều. Hạt điều được phân loại kiểm tra một lần nữa trước khi đưa vào chế biến bằng phương pháp rang củi truyền thống, quy trình đóng gói khép kín. Với tất cả tâm huyết của mình, Vinafast cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hạt điều sạch, chất lượng tốt với giá cả hợp lý nhất. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Bách Khoa. Dưới sự lãnh đạo của ông Trung, năm 2015, thương hiệu thiết bị vệ sinh DCD thuộc công ty Bách Khoa chính thức xuất hiện và nhanh chóng được thị trường đón nhận như một làn gió mới trong lĩnh vực này. Công ty phân phối các thiết bị vệ sinh phòng tắm, nhà bếp cao cấp được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Đức, nhờ đó sản phẩm luôn giữ được độ sáng bóng và độ bền cao. Và chúng ta cùng dành một tràng thật lớn để chúc mừng cho các doanh nghiệp đã đạt được tiêu chí thương hiệu tín nhiệm sản phẩm dịch vụ chất lượng cao năm 2020. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn hai vị đại biểu, ông Triệu Văn Thình và ông Trần Giang Khuê. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, anh Quân và Thanh Giang xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí của chương trình và cùng đến với một ca khúc của tác giả Hoàng Thi Thơ, bài hát được mang tên Tình Lúa Duyên Trăng, với phần minh họa của nhóm múa Vân Nam, và chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hải Yến. Rợn rãi sóng mai đôi ánh trăng buông lạ lơi, nhịp chảy rơi như tiếng ca thiết tha xây cuộc đời. Làng thôn tôi mừng hớt vui mùa lúa lên màu tươi, hạt lúa thơm vị thấm bao mồ hôi và sớm hôm ra sức ta cậy sưởi. Duyên mận đồng đây dòng cựu lâu ngước về mắt lòng nhà nông vui đời nó ấm lúa mùa bên người lập công lúa thăm vàng đầy đông người sống với tình mận nồng như cùng nhau xây tình yêu sống cho nước Việt ngày thêm tươi. Kìa trăng soi bóng lúa vàng gió reo vui miền Nam. Đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên diều dàng. Này ơi ơi miền nước tôi dùng lúa ấm ở đây. Người sống vui tình thắm vươn hồn quê. Gạo trắng trong màn đêm duyên hẹn thề.
lòng nhà nông. Vui đời no ấm, lúa mùa bên người lập công, lúa thăm vàng đầy đồng, người sống với tình mặn nồng, như cùng nhau xây tình yêu sống nuôi tô đẹp cho nước Việt ngày thêm tươi. Kìa trăng soi bóng lúa vàng gió reo vui miền Nam, đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên diệu dàng. Này ơi ơi miền nước tôi dùng lúa hấp bờ đê, người sống vui tình thắm vươn hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Yến và nhóm múa Vân Nam. Kính thưa quý vị, danh hiệu Sao Vàng Doanh nhân đất Việt được thực hiện nhằm ghi nhận sự nỗ lực phát triển và cố gắng không ngừng của các doanh nhân Việt Nam, bởi họ luôn là lực lượng nòng cốt, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế. Không chỉ dùng chữ tâm để xây dựng thương hiệu vững mạnh và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng, các doanh nhân còn lan tỏa tấm lòng nhân ái qua nhiều hoạt động có giá trị nhân văn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa và hướng đến lợi ích của cộng đồng. Thưa quý vị, chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được vinh danh các doanh nhân có thành tích xuất sắc. Và trước tiên xin được mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ, cùng với Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ, sẽ lên để vinh danh cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời những doanh nhân có tên sau đây, chúng ta sẽ lên sân khấu để nhận chứng nhận và biểu trưng của ban tổ chức chương trình. Và đầu tiên xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Nệm Thắng Lợi. Nệm Thắng Lợi là một trong những thương hiệu hàng đầu cung cấp nệm cao su thiên nhiên tại Việt Nam. Bằng việc sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng bởi mũ cao su tự nhiên, hoàn toàn không chứa cao su tổng hợp, đã hỗ trợ tuyệt đối cho khách hàng trong việc điều trị bệnh đau vai gáy hoặc thoái hóa đốt sống cổ. Dưới sự lãnh đạo tài tình của doanh nhân Dương Hoàng Giang, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đã đưa nệm Thắng Lợi trở thành thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam tín nhiệm. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 191 Thanh Xuân, tiền thân là cửa hàng vật tư Thủ Đức, thành lập vào năm 1989, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực cung cấp các mặt hàng gia dụng, bao bì, đặc biệt là các mặt hàng quà tặng quảng cáo và dịch vụ gia công, dưới sự lãnh đạo đầy bản lĩnh của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tương và đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Và tiếp tục xin được vinh danh đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nutrivina. Thập cốc dinh dưỡng Nutrivina là thương hiệu của các dòng sản phẩm dinh dưỡng làm từ các loại ngũ cốc tự nhiên. Với cam kết về chất lượng vượt trội, công ty tự hào là nhà cung cấp hàng đầu các loại thức uống dinh dưỡng dành cho mọi đối tượng. Bằng sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng, doanh nhân Nguyễn Lê Thảo Nguyên, giám đốc công ty Nutrivina đã đưa thương hiệu của mình đến gần hơn với người tiêu dùng. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194, là một nhà tham gia đầu tư và thi công vào các dự án xây dựng tại Việt Nam. Công ty xây dựng 194 đã bắt tay và hoàn thiện nhiều dự án lớn nhỏ trên toàn quốc dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Trần Lệnh Phú cùng đội ngũ nhân viên sáng tạo và nhiệt huyết. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần kết nối thương hiệu Việt Nam, tọa lạc tại tỉnh Hải Dương, chuyên cung cấp các sản phẩm sữa mang thương hiệu Isbagon với nguồn nguyên liệu bột sữa nhập khẩu từ New Zealand, Mỹ, di chuyển công nghệ hiện đại và khép kín. Các sản phẩm sữa Isbagon luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu cao nhất về chất lượng và độ an toàn. Dưới sự lãnh đạo tài tình của doanh nhân Vũ Văn Du, các sản phẩm mang thương hiệu Isbagon hiện đang được phân phối rộng rãi và nhận được đánh giá cao từ người tiêu dùng. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại ván ép Thịnh Phát, doanh nhân Nguyễn Văn Thành, hiện là giám đốc công ty Thịnh Phát. Ông đã không ngừng nỗ lực,
cống hiến và gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất ván ép tại Việt Nam. Công ty nổi bật với các loại ván ép chịu nước, ván ép cốc pha, phủ kim, ván ép dùng để đóng sàn container, dùng trong nội thất xây dựng bao bì có độ dày tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Và tiếp tục xin được mời doanh nhân Nguyễn Văn Kiệt là founder and CEO của công ty Grablingo, là đơn vị chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến 1+1 giúp kết nối hơn 10.000 học viên cùng hơn 1.000 giáo viên nước ngoài. Doanh nhân Nguyễn Văn Kiệt và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, luôn cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc nhằm tiếp tục phát triển kinh doanh bền vững hiệu quả. Tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh doanh nhân Phạm Thị Yên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất một thành viên Võng Yên Tâm, tọa lạc tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chuyên sản xuất, cung cấp các loại võng mùng, võng dù, võng lưới tại Việt Nam và xuất khẩu các nước trong khu vực với thương hiệu Võng Yên Tâm, khởi nghiệp bằng chữ tâm và có tầm nhìn xa. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Liên minh quốc tế Dimensity, là trung tâm phân phối thiết bị gia dụng chính hãng uy tín tại Việt Nam. Dimensity phân phối các dòng sản phẩm công nghệ cao với nhiều lĩnh vực khác nhau đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc Phan Văn Lân cùng với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, Dimensity tự hào là đơn vị hàng đầu mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh doanh nhân Leo Đình Bảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Leo Đình Bảo. Leo Đình Bảo là nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia, nghệ thuật trong làng giải trí và là giám đốc của công ty. Dưới sự điều hành của doanh nhân Leo Đình Bảo, công ty đã và đang cung cấp các mặt hàng thời trang thủ công cao cấp, couture hàng đầu tại khu vực miền Nam. Và tiếp tục xin được vinh danh doanh nhân Nguyễn Thị Phấn, là giám đốc chương trình dự án hỗ trợ cai nghiện ma túy, y tế, giáo dục học đường của Hội Từ thiện Nhân đạo Việt Mỹ tại Việt Nam, đã được nhà nước cấp phép hoạt động, là một doanh nhân có tâm, thành đạt và tâm huyết với nghề doanh nhân. Doanh nhân Nguyễn Thị Phấn đã có sự góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế đất nước. Và tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Yến Xào Sài Gòn Alpha. Cô Tám Yến Xào, người phụ nữ xuất thân từ nhà nông và với ngành nghề nuôi chim yến, đã mang đến cho cô Tám sự thành công, vinh quang trong nghề và thực hiện được tâm nguyện. Cô Tám, người phụ nữ nông dân, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, sẵn sàng xông pha đến tận các vùng quê xa xôi để gặp gỡ và hỗ trợ vốn cho bà con thoát nghèo bằng nghề nuôi chim yến. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần đào tạo và phát triển Spa Việt Nam. Hơn 20 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, với ước nguyện của người sáng lập kiêm phó chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam, giảng viên CR2 Trương Thị Ngọc Ánh là một người tạo cho mọi người luôn có ánh mắt thiện cảm, ấn tượng tốt về ngành spa và massage điều trị. Vinaspa phát triển với sứ mệnh chính là đào tạo chuẩn hóa ngành massage điều trị và là nhà cung ứng dịch vụ trọn gói kinh doanh cho các nhà đầu tư. Tiếp theo, xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hồng Thiên Ân cùng với ban giám đốc doanh nhân Trần Ngọc Đức, phó giám đốc khu vực phía Nam, đã đưa các thương hiệu của công ty Hồng Thiên Ân đến gần hơn với khách hàng. Công ty chuyên cung cấp các nhu yếu phẩm, hỗ trợ các đoàn thể, mạnh thường quân các tỉnh thành với mong muốn cùng chung tay góp phần cho những mảnh đời mái ấm tình thương, những hoàn cảnh khó khăn, chung tay vì cộng đồng. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Nguyên Đức. Với bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, dám nghĩ dám làm và cái tâm của người kinh doanh, nữ doanh nhân trẻ Bùi Thanh Lam chính là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, năng động, tự chủ về tài chính, quyết đoán trong công việc. Chị đã đưa thương hiệu xuất nhập khẩu Nguyên Đức trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thúy Thành Công. Trong suốt hành trình xây dựng thương hiệu, doanh nhân Chu Thị Thúy, tổng giám đốc công ty Thúy Thành Công, đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu cho ra nhiều dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và châu Âu, được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và yêu mến. Và tiếp tục xin được mời đại diện cửa hàng vật liệu xây dựng Hoàng Hiệp, có trụ sở đặt tại tỉnh Long An. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, hiện nay Hoàng Hiệp có 6 chi nhánh phục vụ hàng ngàn căn nhà mỗi năm. Dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Nguyễn Huy Phát, Hoàng Hiệp đang không ngừng phát triển thành chuỗi nhà máy cán tôn uy tín nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với các danh hiệu đã từng đạt như top 100 thương hiệu mạnh quốc gia, top 50 thương hiệu tín nhiệm. Chúng tôi xin được tiếp tục vinh danh doanh nhân Lê Minh Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất sơn Nalida, là người sáng lập điều hành, đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về ngành sơn,
với mong muốn đem lại những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh nhân Lê Minh Dũng với năng lực lãnh đạo ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng, hiệu quả. Đó cũng là yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu sơn Nalida bền vững. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty cổ phần xuất nhập khẩu phân bón quốc tế Asia. Doanh nhân Đinh Văn Khôn là người sáng lập và điều hành công ty phân bón quốc tế Asia. Với trình độ quản lý tốt, kinh nghiệm nhiều năm và với phương châm đơn giản hiệu quả, ông đã đưa công ty không ngừng phát triển, tạo nên một sức mạnh tổng thể chung trong việc cung cấp các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng tốt cho bà con nhà nông. Xin được chúc mừng doanh nhân Huỳnh Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia Group. Một chuyên gia đầy kinh nghiệm và uy tín, giỏi nắm bắt thị trường bất động sản tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo đầy nhạy bén cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động và sáng tạo, đã giúp đưa thương hiệu Hoàng Gia Group đến gần hơn với các đối tác và khách hàng, đặc biệt được tín nhiệm trong lĩnh vực bất động sản. Và tiếp tục xin được mời đại diện thương hiệu Bori Barbershop. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, doanh nhân Nguyễn Văn Dương đã tạo nên một thương hiệu vững chắc với nhiều chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, tồn tại và phát triển với tiêu chí chất lượng làm nên thương hiệu. Bori Barbershop luôn tạo ra kiểu tóc lịch lãm, trẻ trung, năng động và sáng tạo. Doanh nhân Nguyễn Văn Dương vừa qua đạt danh hiệu bàn tay vàng toàn quốc năm 2019. Xin được tiếp tục vinh danh doanh nhân Nguyễn Đức Phong là người sáng lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghiệp Himalaya Hima Group. Với 12 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty hàng đầu của nước ngoài tại Việt Nam, sau 4 lần khởi nghiệp thất bại, Hima Group là thành quả mới. Doanh nhân Nguyễn Đức Phong điều hành công ty theo mô hình hoàn toàn mới và đầy hiệu quả, luôn hướng tới giá trị sản phẩm cung cấp và phục vụ vì lý tưởng xã hội và khát vọng của tuổi trẻ. Và tiếp tục xin được vinh danh doanh nhân Nguyễn Hoàng Linh là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng tuổi nghề của anh đã giúp anh đạt được những thành tích mà ít ai có được. Cổ đông tập đoàn Skyway, leader tích cực, tư vấn viên xuất sắc trong quý 3, quý 4 năm 2018, hiện đang là mentor tại Bitshorts Group, câu lạc bộ định hướng tư duy cho các bạn trẻ về ngành đầu tư tài chính, một thị trường nghìn đô rất tiềm năng. Xin được vinh danh bà Hồ Thị Mỹ Linh, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và giáo dục đào tạo năng khiếu Angel. Được biết đến là một phụ nữ trẻ, năng động, tài năng, dám nghĩ, dám làm, tiêu biểu cho thế hệ nữ doanh nhân trẻ thời hội nhập phát triển. Dưới sự lãnh đạo của bà, cho đến nay, công ty Angel đã trở thành đơn vị hàng đầu chuyên đào tạo các môn năng khiếu nghệ thuật thiếu nhi như ca, múa, nhạc, kịch, diễn xuất, thời trang, khiêu vũ thể thao. Và tiếp tục xin được vinh danh doanh nhân Trương Minh Bích Phượng, tổng giám đốc công ty PT Consumer, chủ tịch sáng lập công ty BioCare Việt Nam, đã có nhiều đóng góp đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại thị trường Việt Nam và khu vực. Với triết lý kinh doanh hàng đầu của bà là xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp, với khách hàng luôn tận tâm và chuyên nghiệp, với đối tác luôn tôn trọng, trung thực. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng ông Dương Minh Tuấn, Phó Giám đốc Marketing khu vực phía Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hồng Thiên Ân, là doanh nhân tiêu biểu với sự đóng góp, làm việc từ tâm, chia sẻ. Với sự quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty Hồng Thiên Ân sẽ luôn đem đến giá trị chất lượng, khẳng định thương hiệu chất lượng trên toàn quốc. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực MS2019 Master Ruma. Kỹ sư Võ Thị Ngọc là người con đất miền Tây, lớn lên trong tình yêu thương của các thầy cô trường Đại học Cần Thơ. Nhiều năm liền, chị đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc của Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2018 đến nay, đã thành công trong việc chọn lọc hai giống lúa MS2019 Master Ruma trắng sữa và tim thang. Giống lúa cho năng suất cao, có mùi thơm và màu sắc đặc trưng, nhiều dinh dưỡng và nhất là hàm lượng omega trong gạo, được người tiêu dùng ưa chuộng. Xin được vinh danh nhà nghiên cứu Đông Phương Học Minh Chánh Huỳnh Hữu Mẫn, chuyên nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng, các phong tục tập quán, thờ tự, tế lễ của các đình, đền, chùa, miếu, võ trong Tam giáo, Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo của 4 nước Đồng Văn, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam thuộc Đông Phương Học. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Vũ Minh Quang, là người tiên phong trong lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt và tái chế phế liệu, với ý chí quyết tâm và không sợ thất bại, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hiện đại vào dây chuyền sản xuất, doanh nhân Trần Văn Quang đã đưa thương hiệu công ty Vũ Minh Quang lên nấc thang mới, khẳng định được sự thành công, uy tín. Trong những năm vừa qua, anh đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý do các cấp ban bộ ngành trao tặng.
Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện cơ sở sản xuất cám chim cao cấp Bình Dương dưới sự lãnh đạo tài tình của doanh nhân Nguyễn Duy Trúc đã đưa thương hiệu cám chim cao cấp Bình Dương được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Các sản phẩm cám trào màu được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, khép kín với thiết bị công nghệ cao, đảm bảo chất lượng thức ăn cho vật nuôi. Và hiện nay, các sản phẩm của cơ sở đã có mặt khắp các tỉnh thành trên cả nước. Và tiếp tục xin được vinh danh doanh nhân Nguyễn Quốc Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Bách Khoa. Dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Nguyễn Quốc Trung, thiết bị vệ sinh DCD thuộc công ty Bách Khoa chính thức xuất hiện và nhanh chóng được thị trường đón nhận như một làn gió mới trong lĩnh vực này. Công ty phân phối các thiết bị vệ sinh phòng tắm, nhà bếp cao cấp được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Đức. Nhờ đó, sản phẩm luôn có được độ sáng bóng và độ bền cao. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường và xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Bùi Văn Quyền. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng và vinh danh các doanh nhân đã nhận danh hiệu Sao Vàng Doanh Nhân Đất Việt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc và mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre với phần minh họa của nhóm múa Vân Nam và phần biểu diễn của nam ca sĩ Nam Thanh Phong cùng với ca sĩ Huyền Trân, huy chương vàng tài năng trẻ toàn quốc năm 2020. Xanh nhớ nhịp cầu duyên cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn chỉ cầu kia muôn kia phần trong làng xa nghỉ trưa hè lặng mà nghe ai hát
nâng niu mấy nhịp cầu tre. Lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về để lòng ai quên hết đau nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng lang bên ấy. Cầu tre tích tích tình tăng, cầu tre tăng tích tình tình rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau, cười áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu qua cầu qua cầu thưa rằng thưa rằng thưa. Em tôi qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cậu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền, lòng cậu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhịp cầu xuyên. Cậu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên. Lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn, chỉ câu kia muôn kia vẫn còn. Lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn, chỉ câu kia muôn kia vẫn còn. Chỉ câu kia muôn kia vẫn phần còn. Xin được cảm ơn ca sĩ Lâm Thanh Phong và ca sĩ Huyền Trân cùng với phần minh họa của nhóm múa Vân Nam. Kính thưa quý vị, và ngày nay trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế thì các sản phẩm dịch vụ của Việt Nam chúng ta cũng không hề thua kém về chất lượng và mẫu mã so với các sản phẩm của các nước khác trên thế giới. Bởi thế mà các danh hiệu mà chương trình trao tặng ngày hôm nay chính là sự khích lệ, động viên mỗi doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong lao động sản xuất, sáng tạo, đổi mới, mang lại các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, phục vụ đời sống nhân dân. Và bây giờ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Lê Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Bộ Công Thương, và ông Phạm Bá Dục, Tổng biên tập Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, sẽ lên trao chứng nhận và biểu trưng cho các đơn vị đạt tiêu chí trong chương trình năm nay. Xin được trân trọng kính mời hai vị. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng công bố và vinh danh các doanh nghiệp có tên sau đây lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận và biểu trưng của ban tổ chức chương trình. Và đầu tiên xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Taka, là đơn vị chuyên cung cấp vật liệu nội thất nhập khẩu từ nước ngoài như tấm ốp tường, tấm lam sóng, sàn nhựa, phao nẹp trang trí. Với phương châm chất lượng là hàng đầu, Taka luôn không ngừng hoàn thiện mình cả về chuyên môn cũng như chất lượng phục vụ. Taka cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu nhất về chất lượng và cạnh tranh về chi phí. Xin được vinh danh hộ kinh doanh Nguyễn Tứ Nhật, là một đơn vị đi đầu trong việc triển khai chuỗi quán ăn kiểu Nhật chuyên các món sushi, rất được các bạn trẻ ưa chuộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến với sushi đường phố Mr. Tom, cam kết về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên liệu tươi từ nhà cung cấp uy tín, khách hàng đến quán không chỉ được thưởng thức sushi ngon miệng, đẹp mắt mà còn an tâm về chất lượng và giá cả bình dân. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hôn lễ Đăng Khoa. Được thành lập từ năm 2009, Đăng Khoa Wedding and Event là công ty tổ chức tiệc cưới và sự kiện hàng đầu tại Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuyên cung cấp dịch vụ đặt bàn tiệc trọn gói, tư vấn, lên kế hoạch, tổ chức và trang trí tiệc cưới cao cấp, với phương châm là dùng sự tận tâm và sáng tạo không ngừng để tạo nên những buổi tiệc cưới hoàn hảo theo phong cách riêng của các cặp đôi. Xin được chúc mừng doanh nghiệp tư nhân Viễn Thông Minh Tuấn, SIM Tiền Giang là một trong những đơn vị top tại Việt Nam chuyên cung cấp SIM số đẹp, SIM năm sinh, SIM phong thủy giá rẻ với mức giá cả phải chăng.
với nhiều năm kinh nghiệm cùng tổng kho SIM số lượng khủng và đội ngũ nhân viên đông đảo mang đến sự hài lòng cho bạn. Đến với simtiềnghiang.vn, quý khách hàng sẽ được hưởng các dịch vụ chuyên nghiệp cũng như ưu đãi hấp dẫn. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ giáo dục Grablinger. Grablinger.com là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến số 1 ở Việt Nam. Grablinger cung cấp mạng lưới kết nối giữa gia sư dạy tiếng Anh ở nhiều nước trên thế giới và học viên học tiếng Anh tại Việt Nam. Với hình thức học một gia sư kèm một học viên online, gia sư không cần phải di chuyển đến các trung tâm Anh ngữ. Khách hàng hoàn toàn có thể học ở nhà và học tiếng Anh thông qua hình thức online. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng và vinh danh Vườn Lan Khánh Nguyễn, đơn vị chuyên cung cấp lan giống, lan cảnh số lượng lớn cho các tỉnh thành trên cả nước. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành hoa lan, hỏi kỹ thuật trồng hoa lan, chăm sóc hoa lan cũng như kỹ thuật kích rễ, kích hoa, kỹ thuật phun thuốc, chống thối, tự hào là vườn có vườn hoa lan tuyệt đẹp và khỏe mạnh. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xây dựng Bảo Trâm. Tòa lạc tại tỉnh Bến Tre, trải qua gần 10 năm hoạt động, đến nay công ty xây dựng Bảo Trâm đã vươn lên, trở thành một trong số những công ty uy tín có chỗ đứng vững chắc trên thị trường xây dựng tại Bến Tre, cũng như một số vùng lân cận. Với bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường, đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề, thiết bị, công nghệ thi công đồng bộ và các công trình cho công ty thực hiện đều đạt chất lượng tốt. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận tải Rồng Á Châu là một trong những công ty logistics nổi bật tại Việt Nam. Công ty giao nhận vận tải Rồng Á Châu được mọi khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ logistics đa phương thức, đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt để đưa hàng hóa đến với tay khách hàng trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất. Ngoài ra, công ty có hơn 150 đối tác hoạt động mạnh mẽ trên 190 quốc gia. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty cổ phần thực dưỡng Bảo An. Công ty chuyên sản xuất cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng như đông trùng hạ thảo Fuhina tươi, nước yến xào đông trùng hạ thảo Fuhina, nước yến xào Skynet, thực phẩm bổ sung nước yến xào Skynet Kid Gold và các sản phẩm chay đóng gói. Ngoài ra, Bảo An còn có các dòng sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi ăn liền như phở bò gia truyền, hủ tiếu Nam Văn tôm thịt, v.v. Tiếp theo, chúng tôi xin được chúc mừng công ty cổ phần US Việt Nam, đơn vị chuyên sản xuất trong lĩnh vực sơn công nghiệp và hóa chất tăng cứng sàn bê tông mang thương hiệu US Creed, được thừa hưởng những thành quả nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn US của Mỹ. Với phương châm sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi, US Việt Nam đã đạt được các chứng nhận quốc tế như HACCP International, Green Label, Intertech, SGS. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Minh Giai. Trụ sở đặt tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Minh Giai nổi bật với các nhãn hiệu RCB, KYT, Uma Racing. Đây là những dòng nón bảo hiểm chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. Các sản phẩm của công ty Minh Giai phân phối đa dạng về mẫu mã, phối màu hiện đại và thời trang cực kỳ thoải mái với mút xốp nhẹ và an toàn. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Minh Thành, chuyên phân phối các thiết bị công nghệ chăm sóc sức khỏe trên tinh thần bảo vệ lợi ích tối đa cho người tiêu dùng và hướng tới sự phát triển lành mạnh của thương hiệu điện tử. Các sản phẩm do Minh Thành phân phối đều là sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến trong mọi gia đình thời hiện đại. Tiếp tục xin được vinh danh công ty cổ phần Bưu Chính Flagship, hoạt động chuyên về dịch vụ nhận gửi hàng hóa từ bưu phẩm bưu kiện bằng đường hàng không đường bộ với hình thức là nhận tận nơi và phát tận nơi. Khách hàng có thể nhận hàng chỉ sau một ngày làm việc. Dịch vụ giao hàng này được xem là dịch vụ cốt yếu của Flagship và mang đến rất nhiều ưu điểm nổi bật. Xin được chúc mừng hộ kinh doanh Quách Mai Khánh Linh. Thương hiệu thời trang Quách Mai Khánh Linh là một trong những thương hiệu có tiếng tại Cần Thơ. Thời trang Khánh Linh đã được người tiêu dùng tin tưởng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm tốt mà mẫu mã đã bắt kịp với xu hướng của giới trẻ. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một nhiều, doanh nhân Khánh Linh đã mở thêm 3 shop mang thương hiệu thời trang Quách Mai Khánh Linh. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thiên nhiên Thảo Mộc Sala, là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm tinh dầu thiên nhiên Thảo Mộc với thương hiệu Sala, phục vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Với đội ngũ nhân viên tâm huyết, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, công ty đã dần khẳng định được thương hiệu tinh dầu thiên nhiên Thảo Mộc Sala trong việc phân phối các sản phẩm tinh dầu tại Việt Nam. Đến với Sala, các đối tác và khách hàng luôn tín nhiệm về chất lượng sản phẩm, giá thành hợp lý, dịch vụ hoàn hảo. Xin được chúc mừng hợp tác xã Hoàng Gia Kennel.
là đơn vị tiêu biểu phát triển mô hình chăn nuôi, mua bán chó mèo và thức ăn chăn nuôi, hoạt động ký gửi, chăm sóc thú cưng tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk với hơn 100 con chó giống và 20 con chó con gồm 10 giống chó nhập khẩu. Có giá trị cao, anh Hoàng Văn Tiến, giám đốc Hoàng gia Kennel là người có niềm đam mê và mong muốn đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng khởi nghiệp. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nutrivina, nổi bật với thương hiệu thập cốc dinh dưỡng Nutrivina và Nutrivina với các thành phần nguyên liệu ngũ cốc, các loại hạt có trong tự nhiên. Các sản phẩm của Nutrivina bổ sung năng lượng cho cơ thể, cung cấp vitamin omega 3, các khoáng chất tốt cho tim mạch, phòng chống các bệnh ung thư tiểu đường, luôn xác định mang sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cho mọi người, giúp nhà nhà an vui, bình an và hạnh phúc. Xin được vinh danh công ty cổ phần xuất nhập khẩu phân bón quốc tế Asia, đơn vị chuyên sản xuất đóng gói các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong quá trình hoạt động, công ty tự hào là nhà sản xuất tin cậy cho nhiều nhà phân phối, đại lý khắp các tỉnh trên cả nước, đã từng bước tạo được niềm tin của nông dân sử dụng sản phẩm của công ty vào trồng trọt. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Mạnh Trường Tín, là đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Với bề dày kinh nghiệm và đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, nhân sự bảo vệ Mạnh Trường Tín được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua quá trình đào tạo khắt khe, được Bộ Công an cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ với mục tiêu là đảm bảo an ninh tài sản và sự an toàn cho khách hàng. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Sông Ba dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Ngô Ngọc Sơn với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên thi công thiết kế các công trình cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư, biệt thự, nhà phố hay các khu nhà máy sản xuất công nghiệp, lấy uy tín, chất lượng, hiệu quả làm phương châm hoạt động. Sông Ba tự hào đã không ngừng cung cấp cho khách hàng những giải pháp xây dựng tối ưu. Và tiếp tục xin được mời đại diện trang sức phụ kiện TNL, tọa lạc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang sức phụ kiện TNL là thương hiệu chuyên kinh doanh các sản phẩm phụ kiện mạ vàng cao cấp với mẫu mã đa dạng phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi. TNL cũng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tái chế phụ kiện cũ thành phụ kiện mới và luôn lấy chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của mình. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thúy Thành Công, chuyên sản xuất và cung cấp các dòng mỹ phẩm mang thương hiệu Orenia. Thành phần từ thiên nhiên giúp đẹp da, an toàn, hiệu quả, bền lâu với nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và châu Âu. Nhà xưởng đạt chuẩn GMP được Bộ Y tế chứng nhận cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn tận tình có thể đem đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty cổ phần dịch vụ vệ sĩ chuyên nghiệp Hoàng Long. Với nhiều năm kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ chuyên nghiệp, phương pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp cùng sự am hiểu tốt về chuyên môn nghiệp vụ, tập thể cán bộ công nhân viên của công ty vệ sĩ Hoàng Long cam kết cung cấp đến quý khách hàng một dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ hoàn hảo, đảm bảo tiêu chí dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, đối tác tin cậy, mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc Nhật Minh, chuyên hoạt động và sản xuất kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội ngoại thất và thiết bị văn phòng, thiết bị trường học. Trong 9 năm qua, doanh nhân Trần Duy Phương đã đưa công ty Mộc Nhật Minh lên một tầm cao mới với sản phẩm chất lượng ưu việt. Đến nay, công ty đã tạo được công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Tiếp tục xin được vinh danh công ty du lịch Phố Hoa Đà Lạt. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Phố Hoa Đà Lạt ngày càng khẳng định vị trí của mình là một công ty chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ du lịch lữ hành uy tín, chất lượng trên tất cả các thị trường du lịch trong và ngoài nước. Công ty du lịch Phố Hoa Đà Lạt chuyên tổ chức các chương trình tham quan du lịch trọn gói, đưa quý khách đi tham quan trải nghiệm cảnh đẹp, văn hóa, lịch sử đất nước, con người đến tất cả các vùng miền trong và ngoài nước. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Vinafood. Có trụ sở đặt tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, công ty Vinafood hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các suất ăn công nghiệp cho các công ty, bệnh viện, trường học. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên đam mê ẩm thực, Vinafood luôn đem đến cho khách hàng những bữa ăn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được nhiều khách hàng đối tác tín nhiệm. Tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại TTB Coffee. TTB Coffee ra đời với mong muốn đem đến các sản phẩm cà phê hạt rang xay nguyên chất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam. Với phương châm xanh, sạch, an toàn được đặt lên hàng đầu, không sử dụng các hóa chất phụ gia gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. TTB Coffee với sứ mệnh bảo tồn và phát huy hương vị cà phê Việt Nam đến mọi miền. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Khánh Hòa Yến.
đơn vị chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm yến xào như yến thô, yến tinh chế, yến sơ chế và yến hũ chưng sẵn từ sợi yến tươi nguyên chất có nguồn gốc tại Khánh Hòa. Với những sản phẩm được chọn lọc kỹ càng, nghiêm ngặt, kết hợp với dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Cherry Drink, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xăm nghệ thuật. Cherry Drink tin tưởng mang đến cho khách hàng những hình xăm đẹp và chất lượng. Với công nghệ máy móc hiện đại và chất lượng mực cao cấp, Cherry Drink tư vấn thiết kế tất cả hình xăm dựa trên ý tưởng và mong muốn của khách hàng, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của khách hàng tốt nhất. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện của Boy Barbershop. Với tiêu chí chất lượng làm nên thương hiệu, Boy Barbershop luôn tạo ra các kiểu tóc từ cổ điển đến hiện đại, lịch lãm, sáng tạo, được đông đảo khách hàng, nhất là giới trẻ và cả những ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng. Bước chân vào Boy Barbershop, bạn được trải nghiệm một không gian thư giãn dành riêng cho quý ông với những người thợ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo. Tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tân Đông Dương, là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các nguyên liệu tổ yến thượng hạng trong nhiều năm qua, mang thương hiệu Yến Sào Tân Đông Dương. Với khẩu hiệu quà tặng kỳ diệu cho sức khỏe và sắc đẹp, công ty luôn đưa ra thị trường những sản phẩm như bạch yến, hồng yến, huyết yến thô và tinh chế với chất lượng tốt nhất và được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực Thiên Long Phú, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Thiên Long Phú chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cho các xí nghiệp, công ty, trường học, bệnh viện. Ngoài ra, Thiên Long Phú còn cung cấp dịch vụ nấu ăn, cưới hỏi, hội nghị, sinh nhật và sự kiện với phương châm ngon, bổ dưỡng, an toàn, chất lượng. Tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Ngon Việt, công ty chuyên nuôi trồng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nuôi trồng nấm mối đen, đông trùng hạ thảo và nhiều loại nấm quý khác, với mong muốn mang lại sản phẩm sạch, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, cho gia đình và xã hội. Trang trại Nấm Ngon Việt chuyên cung cấp các sản phẩm về nấm sạch chất lượng, sản xuất hoàn toàn theo quy trình hữu cơ, đáp ứng được những yêu cầu cao của khách hàng. Xin được mời đại diện cơ sở đậu hũ gia truyền Xuân Hường. Với bề dày kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, cơ sở chuyên cung cấp các loại đậu hũ, tàu hũ đường, sữa đậu nành, thực phẩm chay gia truyền. Đậu hũ Xuân Hường luôn sử dụng các loại nguyên liệu rõ ràng cùng với hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và tiếp tục xin được mời đại diện thương hiệu bún cây Thái Hai Thuận, là một địa chỉ ẩm thực không còn xa lạ với tất cả mọi người. Nó còn trở thành món ruột của nhiều thực khách, nhất là những người Sài Gòn. Bởi sự kết hợp tinh tế của rất nhiều nguyên liệu và thành phần chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sự hòa quyện của hương vị chua cay còn tạo nên một hương vị riêng khó quên ấm lòng thực khách trong tiết trời se lạnh cuối năm. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện cơ sở Con Sói, sữa tươi trân châu đường đen, nắm bắt xu hướng trân châu đường đen, một món topping mới của thế giới trà sữa được giới trẻ rất ưa chuộng. Chuỗi cửa hàng Con Sói, sữa tươi trân châu đường đen đã ra đời vào năm 2018, nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo tín đồ trà sữa, sử dụng nguồn nguyên liệu an toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc cùng với phương pháp pha chế độc quyền của quán. Và tiếp tục xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Đức Hưng. Nguyên chất và dinh dưỡng là mô tả, đồng thời cũng là cam kết của công ty Duy Đức Hưng về các sản phẩm đang cung cấp ngoài thị trường. Hai sản phẩm nổi bật của công ty bao gồm bột khoai lang tím và gạo tím. Chú trọng vào yếu tố sạch và an toàn, sản phẩm của Duy Đức Hưng tự tin mang lại những trải nghiệm thuần tự nhiên cho khách hàng với phương châm sống khỏe, sống thọ và sống an lạc. Xin được vinh danh công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đà Thành. Thành lập vào năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tiếp thị, phân phối, đầu tư các dự án bất động sản tại thị trường Đà Nẵng nói riêng và thị trường miền Trung nói chung. Hiện tại, DDI đã và đang mở rộng đầu tư, phân phối một số dự án lớn giàu tiềm năng khai thác tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Zanri Huynh. Với mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng an toàn và hiệu quả, công ty trách nhiệm hữu hạn Zanri Huynh tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm trà giảm cân uy tín hàng đầu Việt Nam mang thương hiệu Olivia Detox. Công ty luôn tiên phong đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, từ đó cho ra đời các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp và dịch vụ Fataco Bến Tre. Với 30 năm kinh nghiệm, phương châm hoạt động của công ty là chất lượng, uy tín, hiệu quả và giàu lòng nhân ái.
Đồng thời, công ty là cơ quan chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, chủ sở hữu nhà sản xuất dược phẩm cai nghiện ma túy hiệu Bông Sen. Công ty đã điều trị miễn phí cho trên 3.000 bệnh nhân nghiện ma túy và điều trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân nghiện ma túy trong và ngoài nước hết bệnh bằng thuốc Bông Sen. Tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Hà Phong, là công ty chuyên sản xuất phân phối than máng cáp, tủ điện, cơ khí, sơn tĩnh điện, với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình chuyên nghiệp cùng với phương châm khách hàng là trung tâm. Cơ khí Hà Phong luôn xây dựng phát triển những sản phẩm dịch vụ và giải pháp tốt nhất với giá thành hợp lý và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng hoàn hảo nhất, mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực MS2019 Masteruma, đơn vị chuyên cung cấp gạo trong và ngoài nước với giống lúa MS2019 Masteruma trắng sữa và tím than đã được đăng ký độc quyền tại Cục Trồng Trọt và đã khảo nghiệm giống tại trại giống tỉnh An Giang, Tây Ninh, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Bắc Trung Bộ, bước đầu đánh giá khả quan dưới sự giám sát của Viện Nghiên cứu Á Châu. Tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn Yuan Gaher. Thành lập vào năm 2018, Yuan Gaher là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tương ứng, trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu pha chế trà sữa với trang thiết bị hiện đại cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân viên lành nghề. Công ty Yuan Gaher mang đến những sản phẩm chất lượng cao, khả năng cung ứng nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm và giá thành hợp lý. Xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Bách Khoa. Năm 2015, thương hiệu thiết bị vệ sinh DCD thuộc công ty Bách Khoa chính thức xuất hiện và nhanh chóng được thị trường đón nhận như một làn gió mới trong lĩnh vực này. Công ty phân phối các thiết bị vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp cao cấp, sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Đức, đạt chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm luôn giữ được độ sáng bóng và độ bền cao. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinh Hậu, tiến sĩ bác sĩ Nhâm Văn Sinh, là doanh nhân tiêu biểu hội nhập năm 2020, là một bác sĩ tâm tài trí đức được mọi người dân trên mọi miền tổ quốc tín nhiệm. Sản phẩm nổi bật thuốc chữa bóng SH91. Thuốc chữa bỏng SH91 đã chữa cho rất nhiều người bị thương bỏng. Và tiếp tục xin được vinh danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất nhập khẩu yến sào Sài Gòn Alpha. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nghề dẫn dụ nuôi chim yến, Sài Gòn Alpha đã áp dụng thành công và thực hiện chuyển giao công nghệ 4.0 vào mô hình quản lý nhà chim. Với sự liên kết hợp tác, hơn 2.000 căn nhà yến cho bà con khắp các vùng miền, từ miền Trung đến mũi Cà Mau, Sài Gòn Alpha là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành nghề triển khai hạng mục hỗ trợ vốn cho bà con có đất mà không có vốn, muốn xây dựng căn nhà nuôi chim yến. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Ngọc Trung và ông Phạm Bá Dục. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn và chúc mừng các đơn vị doanh nghiệp được vinh danh trong đợt 3 ngày hôm nay. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý doanh nhân doanh nghiệp cùng toàn thể quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Chúng tôi xin được một lần nữa chúc mừng các doanh nghiệp đã vinh dự nhận được biểu trưng và giấy chứng nhận sao vàng doanh nhân đất Việt, thương hiệu uy tín, tín nhiệm và sản phẩm dịch vụ chất lượng cao năm 2020. Chương trình hứa hẹn sẽ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng tín nhiệm. Và ban tổ chức cũng hy vọng chương trình sẽ tạo được những hiệu ứng tích cực trong xã hội nhằm hạn chế và đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt trên thị trường, góp phần đẩy mạnh sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh, HTV1 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan ban ngành, giới thông tấn, báo chí đã giúp đỡ và đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.